Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Club Sport ngày 2 tháng 8. Việt Nam gấp đôi cửa dự World Cup. Lê Nguyễn bất ngờ trở lại khoác áo Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tái xuất V-League là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Việt Nam gấp đôi cửa dự World Cup. Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á, kể từ năm 2026, khu vực châu Á chính thức sẽ có 8,5 suất dự World Cup, trong đó 8 suất trực tiếp và 1 suất dự playoff liên lục địa. So với các kỳ World Cup trước đây, châu Á đã được tăng thêm 4 suất. Điều này đồng nghĩa cơ hội để đội tuyển Việt Nam giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng được tăng lên. Theo thể thức mới, vòng loại cuối cùng của World Cup 2026 sẽ có sự góp mặt của 18 đội tuyển thay vì 12 đội như World Cup 2022. Các đội chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 6 đội. 6 đội dẫn đầu 3 bảng sẽ giành vé dự World Cup 2026. Các đội xếp thứ 3 và thứ 4 các bảng tiếp tục thi đấu vòng loại thứ 4. 6 đội tuyển này chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. 2 đội nhất bảng giành tiếp 2 vé đến World Cup. 2 đội nhì bảng đá playoff châu lục. Đội chiến thắng sẽ tiếp tục phải thi đấu playoff liên lục địa. Dù cánh cửa dự World Cup đã rộng mở hơn, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, cơ hội nhiều khả năng sẽ chỉ đến với Việt Nam ở vòng loại thứ 4 hoặc các lượt đấu playoff. Linh Nguyễn bất ngờ trở lại khoác áo Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 1 tháng 8, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh công bố thỏa thuận đưa Lê Nguyễn trở lại sân cỏ. Đội chủ sân thống nhất ký hợp đồng với Lê Nguyễn đến hết V-League 2022. Mức phí cụ thể chưa được tiết lộ. Lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Thỏa thuận của Lê Nguyễn với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài đến tháng 10. Sau đó chúng tôi sẽ ngồi lại để đàm phán tiếp. Không loại trừ khả năng Lê Nguyễn sẽ gắn bó với đội nhiều hơn một mùa giải." Sự trở lại của Lê Nguyễn khiến nhiều cổ động viên bất ngờ, bởi trước đó vài tháng, tiền vệ Việt Kiều đã tuyên bố giải nghệ để tập trung vào công tác huấn luyện. Cuối năm 2021, sau khi V-League bị hủy, Lê Nguyễn đã về Mỹ để tham gia ban huấn luyện đội nữ Washington Spirit, sau đó cùng đội lên ngôi vô địch. Ở tuổi 35, Lê Nguyễn hiện tại là cầu thủ hiếm hoi của Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu ở những giải đấu quốc tế. Không nhiều cầu thủ từng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ có nhiều hơn 50 bàn thắng và 50 kiến tạo như Lê Nguyễn. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tái xuất V-League. Tối ngày 1 tháng 8, một thành viên câu lạc bộ Sài Gòn cho biết huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã đồng ý trở lại với bóng đá trong vai trò giám đốc kỹ thuật. Cựu huấn luyện viên SCB Đà Nẵng có nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn cho huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Hồi đầu tháng 5 năm 2021, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chia tay SCB Đà Nẵng sau 13 năm gắn bó. Ông từng giúp đội bóng sông Hàn vô địch V-League vào các năm 2009 và 2012. Từ đó đến nay, dù nhận được nhiều lời mời, nhưng cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa trở lại với bóng đá. Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm huấn luyện viên, Lê Huỳnh Đức được kỳ vọng sẽ giúp huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đưa Sài Gòn vượt qua sóng gió. Hiện tại sau 10 vòng V-League 2022, đội chủ sân thống nhất đang đứng cuối bảng với vỏn vẹn 7 điểm. Ở vòng 10, họ có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải khi vượt qua chủ nhà Hà Tĩnh 4-3. Hà Nội quyết giữ chân Thành Trung. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội quyết tâm thuyết phục trung vệ Nguyễn Thành Trung ở lại bằng một bản hợp đồng đủ sức nặng. Hợp đồng của Thành Trung với Hà Nội sẽ hết hạn vào tháng 9 năm 2022. Từ thời điểm này, trung vệ sinh năm 1997 có thể đàm phán với bất kỳ đội bóng nào theo luật của FIFA. Thực tế, câu lạc bộ Bình Định đã vào cuộc với hy vọng sở hữu chữ ký của trung vệ sinh năm 1997. Ngoài ra, ở V-League, không ít đội bóng cũng rất muốn chiêu mộ Thành Trung để gia cố cho hàng phòng ngự của mình. Bản thân trung vệ đội tuyển Việt Nam chưa lần nào lên tiếng về việc đi hay ở, nhưng anh vẫn luôn thể hiện là một cầu thủ chuyên nghiệp, cống hiến hết sức cho câu lạc bộ Hà Nội. Được biết, câu lạc bộ Hà Nội sẵn sàng chi mức lót tay và lưng khủng để giữ chân tuyển thủ Việt Nam với bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2025. Dĩ nhiên, Thành Trung đang cân nhắc rất kỹ về chuyện tương lai của mình. Không loại trừ khả năng anh sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân hàng đẫy thêm 3 mùa giải nữa. VFF bảo vệ trọng tài bắt trận Hà Nội - Sông Lam - Nghệ An. Một ngày sau khi trận gấu đinh giữa Hà Nội và Sông Lam Nghệ An khép lại với chiến thắng ngược dòng dành cho đội chủ sân hàng đẫy, dư âm vẫn rất nóng khi nhiều người hâm mộ xứ Nghệ tiếp tục chỉ trích trọng tài Nguyễn Mạnh Hải vì quyết định phạt thẻ đỏ cho tiền đạo Olaha cùng tình huống thổi phạt đền sau đó. Tuy nhiên, trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền mới đây đã lên tiếng khẳng định trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã có quyết định chính xác. Ban trọng tài nhận định tình huống Olaha dùng tay tấn công vào đầu cầu thủ Đậu Văn Toàn diễn ra ngay trước mặt trọng tài chính. Có góc quan sát thuận lợi nên trọng tài nhận định đây là hành vi bạo lực và rút thẻ đỏ. Với tình huống Thái Ba Sang để bóng chạm tay trong vòng cấm, ông Hiền cho biết trọng tài cũng ở vị trí quan sát tốt, rõ ràng tay của hậu vệ Sông Lam Nghệ An đã làm cho cơ thể to ra bất thường và bóng đã bay vào tay trước. Do vậy, quyết định thổi phạt 11m là chính xác. Bình Dương chính thức thay tướng. Hai ngày sau khi Bình Dương thua Bình Định 2-3 ngay trên sân nhà Gò Đậu,
Nhà kiệu vô địch V-League thông báo thay huấn luyện viên trưởng Đặng Trần Chỉnh bằng trợ lý Lư Đình Tuấn. Dù không quá bất ngờ, nhưng việc cựu trợ lý của nhiều đời huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ngồi ghế nóng tại đội bóng đất thủ lại sớm hơn so với tính toán ban đầu. Dưới thời huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh tại mùa giải 2022, các nhà cựu vô địch V-League đang có vị trí kém an toàn. Sau 9 trận, họ chỉ thắng 2, hòa 3 và thua 4 trận. Bình Dương chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm nên buộc phải thay thế người cầm lái hòng tìm được kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Ở vòng 11 diễn ra vào cuối tuần này, Bình Dương làm khách trước Viettel vốn cũng đang rất căng thẳng sau thất bại ở lượt trận thứ 10 trước Thanh Hóa. Trên đây là những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý ngày 2 tháng 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.